Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Dung. Mình đang cầm trên tay chiếc BlackBerry Passport. Thì cái máy này do khách Factory Reset khôi phục cài đặt gốc bị lỗi nên bây giờ bật lên nó thể hiện cái chấm than vàng hình tam giác. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành fix cái lỗi này. Mới chạy xong là nó OK, mình đã quay trở lại sau khi mình fix xong. Chạy này là nó như mới. Thì sau khi fix xong thì máy lại sử dụng bình thường. Vậy các bạn nào mà có các máy BlackBerry mà bị lỗi như thế này thì cần liên hệ bên mình. Search Đoàn Áp Dung trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Đây là Facebook của bên mình. Các bạn có thể like lại để hỏi đáp. Xin chào các bạn.